thấy trong nhà không có chữ nha, có cây lê quá tuyệt thái luôn. Mình sẽ đột nhập vô nhà mình thấy lê. Các bạn đi theo mình nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sau, mình đi không sao. Ok, đây là căn nhà có cây lê rất là nhiều trái. Bây giờ mình đi cổng sau nha. Nhà nào cũng có cổng sau hết. Mình cứ mở cửa mình vô, nhà không có người mà. Đây có cây. Hey. Bây giờ mình đi hái lê. Đi vô hái trộm lê nha các bạn. Sao mình coi cây lê nha. Đây có hai cây lê. Trời nắng lắm các bạn, sorry các bạn nha, trời nắng nóng lắm. Trái quá ha. Lê nè các bạn ơi. Một chùm 2, 4, 6, 7 trái. Cây này cái gì không? Cây này là cây hồng giòn đó. Cây hồng giòn nè, quá trời trái luôn các bạn ơi. Wow. Úi dồi ôi, trái rụng dưới đất nữa nè. Hai trái luôn nè. Trời là hồng luôn, mai mốt mình sẽ qua mình trộm hồng tiếp nha. Đã chưa? Cây này hôm nay ít trái, hôm rồi quá có trái. Tình hái không? It's a pear. It's a pear. Trên cao quá trời cao luôn. Bữa trước có cái cụ móc nó mất tiêu rồi. Cao quá hái được. Thank you.
Nó đang ngồi dưới đất nha các bạn. Em hái lê xong rồi bây giờ em đi về.